Chào các bạn, giờ mình đang ăn cơm trưa ở ngoài xe, nơi công ty mình làm việc. Bên ngoài trời mưa cũng rất lớn, mình đậu xe ở chỗ gần chỗ phòng làm việc cho nên cũng đi ra cũng không sao. Mặc dù có mang cái dù nhưng mà mình đi nhanh thì không có bị ướt. Thời tiết hôm nay thứ ba ở tại thành phố San Diego mưa to lắm các bạn. Mình đang ăn trưa và mình review cho các bạn xem là buổi trưa cơm mình ăn như thế nào nha. Các bạn đồng hành với mình nè. Cái muỗng thì mình đi làm thì mình cột cái giấy thế này nè các bạn. Bạn thấy không, cũng như là bao người công nhân khác ở Việt Nam đi làm thì cũng mang muỗng, mang đũa theo. Mình quấn vào cái tờ giấy thì tờ giấy này để mà lau miệng luôn. Đây là một cái thố canh. Cái thố canh mà nó là không phải là nằm trong một cái thố thủy tinh mà nó là một cái thố mà con trai mình đã ăn mì rồi đó, ăn xong rồi mình lấy cái này mình rửa lại rồi mình làm đựng cà men, mình đựng luôn rồi mình ăn xong một lần mình bỏ. Tại vì cái này thì của Thái Lan, mì của Thái Lan, mì hoành thánh của Thái Lan, cho nên họ cho có thể mình cho họ sử dụng được trong lò V3 giữ với nhiệt độ cao cho nên nó an toàn không sao hết. Nhưng mà mình sẽ không sử dụng lần thứ hai, mình sử dụng một lần thôi. Đây là canh khổ qua, canh khổ qua. Nấu với thường thường thì canh khổ qua các bạn biết là cái món truyền thống của Việt Nam mình là nấu bằm thịt rồi bún tàu rồi dồn vô, nhưng mà mình thì không thích ăn như vậy thì mất công nó cầu kỳ quá, mình lại lấy sườn. Đây là sườn, sườn sườn non, sườn non thay vì chiên nướng xào ướp sả thì mình bỏ vô trong cái nồi canh á, mình nấu cho nước nó ngọt ra là cắt khổ qua dục vô ăn thôi. Như vậy thì nó vừa có khổ qua nó vừa có thịt thôi, thì mình dồn nó cũng vậy. Mình ăn theo kiểu này cho nó tiện, có cho thêm một củ hành tây vô nữa cho nó thơm đó, thì xong một bữa canh. Còn đây là bịch cà men cơm của mình đây. Đây là cái cà men cơm, mình mở nắp ra cho bạn xem. Đó, cái hơi nóng của bạn các bạn đó. Thì cơm thì cũng là cá chiên. Đây là cá, nhưng mà các bạn biết là mình đi làm á, mình sẽ không mang xương theo, ngoài nguyên con cá thì mình đã dẻ cái xương ra rồi, mình chỉ lấy thịt thôi, mình lấy thịt nạc hết tất cả. Đây là cơm trắng, đơn giản như vậy các bạn. Thì cũng là hay dạng nước mắm. Thì mình đi làm ở công ty thì mình nói chuyện với bạn bè đó, mình không ăn nước mắm, mình phải ăn xì dầu. Ở nơi làm việc thì mình hạn chế ăn mấy đồ nước mắm các bạn, tại vì mình cũng không thích lắm. Cho mình ăn xì dầu, mặc dù ăn cái gì đó thì mình ăn xì dầu, mình chan lên mình ăn thì mình nói chuyện với người ta mình không hôi. Đó, vậy thôi, vậy là xong rồi. Khi mà có xì dầu lên thì cũng không sao, nó thay vì mình cá người ta chấm nước mắm cũng được, mà ăn xì dầu cũng được, miễn sao nó cũng vô bụng thôi, mình cũng dễ lắm các bạn. Nước mắm thì nó ngon, thì thường thường cá trong nước mắm rau sống các bạn ha. Nhưng mà đi làm một người công nhân đi làm thì ăn cho nó qua cơn đói rồi bắt đầu làm việc tiếp, rồi về nhà thì muốn ăn sao cũng được. Bên ngoài mưa to lắm các bạn, mưa to lắm, mình có che cái miếng này lại đó các bạn, mưa to xối xả luôn. Ở đây là trên nắp trần mình có mượn cái dù của con trai mình. Con trai của mình vô công ty ai cũng ủa trời ơi, mình là biết là đồ của con trai mình rồi, mưa to quá không thấy gì bên ngoài hết luôn. Ăn cơm nha các bạn. Thú vị là mình ngồi trong xe mình ăn, cái tiếng mưa nó lóc cóc quá các bạn. Mình cứ tưởng những hồi xưa cái thời năm 1800 mấy á, thời bao cấp á, nhà mình mái tôn nữa các bạn, mỗi lần mưa á, nó dột quá nó kêu cóc 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 lên mái tôn á. Bây giờ y nhà mình cảm giác giống cái thời đó, khổ gì đó các bạn. Canh này ăn húp mát lắm các bạn ơi. Có ba cục sườn thôi các bạn ha.
Trời mưa như vậy, mình là người độc nhất vô nhị ở công ty này. Hầu hết là người ta ngồi trong phòng sang trọng người ta ăn. À, các bạn có máy sưởi ấm luôn bên trong. Có lò vi ba, có máy nước sôi, nước nóng, tủ lạnh. Nói chung là tiện nghi kinh khủng luôn. Nhưng mà mình lại thích. Mình lại thích ra ngồi ngoài xe ăn một mình như vậy. Với bên ngoài, tiếng mưa tóc tách. Khí hậu thật là giống như mình đang cầm ổ bánh mì ngồi ở góc xó nào đó. Nhìn mưa rơi ở Đà Lạt hay là ở đâu đó cái thấp cái góc ngách ở Việt Nam, nhìn nước chảy, nhìn người bán hàng rong, cái cảm giác của mình thật là tự do, đã lắm các bạn ơi. Ngồi ăn cơm trong xe mà mưa bên ngoài nó chảy gì thì mình thấy nó đã thoải mái vô cùng. Mình không cần nghe bất cứ một cái ngôn ngữ nào, Lào, Miên, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản nào xung quanh mình hết, tại vì khi vô cái phòng ăn thì nó rất là đủ ngôn ngữ tất cả các sắc tộc các bạn ha. Nó làm cho mình không có biết nghe ai hết, cho nên mình đang nghe bản thân mình nói chuyện và nghe tiếng mưa rơi thôi. Đó là điều mà sự hưởng thụ mà của con người, đôi khi bạn cần phải có một chút xíu nào cho riêng thân mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ giúp mình đăng ký kênh và đã like và đã gửi lời comment, chia sẻ với kênh của mình. Mình rất là quý và rất là trân trọng tình cảm các bạn dành cái thời gian coi 1 phút 2 phút, đó là quý hóa lắm rồi. Các bạn xem kênh mình 1 2 phút nha, 2 phút 3 phút nha, rồi những like ủng hộ mình nha, gửi lời comment đi, mình sẽ hồi âm để mình biết các bạn nào đang đang xem kênh mình. Mình sẽ feedback lại giống như mình đã và thăm các bạn lại. Chúc các bạn ngủ thật ngon và thức dậy vào buổi sáng thứ tư đi làm thật là trọn vẹn. Các bạn chạy xe nhớ chạy xe cẩn thận nha. Trời mưa và lạnh các bạn nhớ mặc áo ấm vào. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau nhé. Chào tạm biệt.